Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ Nhật Cường, Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cung cấp thêm thông tin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa gửi văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công ty Nhật Cường để phục vụ việc điều tra về các cáo buộc gian lận, buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội rửa tiền. Truyền thông trong nước ngày 24 tháng 7 dẫn thông tin từ văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra nói hai công ty của Nhật Cường là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường Software là đơn vị đang xây dựng, cung cấp và quản lý nhiều phần mềm của thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, hai công ty này hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn tiền bất hợp pháp, nên cơ quan này sẽ áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật. Cơ quan Bộ Công an cũng yêu cầu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc điều tra, đồng thời bảo đảm hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định và an toàn. Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc bị khởi tố hồi tháng 5 với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia và sử dụng hai hệ thống kế toán để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng. Thành lập vào năm 2001, Nhật Cường Software ban đầu chỉ là một trung tâm công nghệ thông tin với một chuỗi các cửa hàng điện thoại di động ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc công ty này sau đó qua mặt các ông lớn trong ngành viễn thông khi nhận được hàng loạt các hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các cơ quan nhà nước ở Hà Nội. Trong đó có rất nhiều dịch vụ quan trọng như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của gần 8 triệu dân Hà Nội cho công an thành phố, phần mềm quản lý tội phạm, phần mềm hộ chiếu online, hệ thống quản lý quỹ nhà tái định cư các cấp, khiến công luận đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh mối quan hệ thực chất của doanh nghiệp này với các nhóm lợi ích trong bộ máy công quyền. Tổng giám đốc Bùi Quang Huy, 45 tuổi, hiện đang bị truy nã vì đã bỏ trốn ngay trong thời điểm Nhật Cường đang nằm trong tầm ngắm của Bộ Công an. Ông Huy sau đó bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Theo thông tin từ Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Kỳ nói với báo giới ngày 30 tháng 5, thành phố đã chi trả cho công ty Nhật Cường trên 7 tỷ đồng trong vòng 3 năm qua, chiếm 0,49% tổng số ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố để cung cấp các dịch vụ phần mềm cho Hà Nội. Nhật Cường cũng là đơn vị thực hiện 7 gói thầu mua sắm cho thành phố với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Chung Con là biệt danh của Nguyễn Đức Chung, hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở dĩ Chung Con có biệt danh này là vì Chung là con nuôi của nhiều quan chức cao cấp thuộc Bộ Chính trị. Chung là ủy viên Trung ương trẻ của khóa 12, song chúng tôi xin gọi tên tục của ông Chủ tịch thủ đô là Chung Con cho nó gần với dân, mà nghe dân hơn để nghe dân chửi ông như tế sống mà ông vẫn trơ cái bộ mặt. Chủ tịch Chung Con sinh năm 1967, quê ở Phú Thọ. Nguyễn Đức Chung là học viên cảnh sát khóa D11, khóa năm 1985 đến năm 1990, có mọi thứ đều bình thường, không có gì đặc sắc ngoài chuyện cù lần. Tốt nghiệp ra trường, Chung Con được phân công về đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội. Từ hồi phòng này còn ở cuối phố Sinh Tư, Nguyễn Khuyến, gần Văn Miếu. Trước đây, cứ mỗi lần thấy Chung Con ở đâu thì mấy cậu công an Hà Nội thường chỉ tay và chửi đờ mờ. Thằng này vừa rồi theo diện đen, nguyên đội phó, nhận chạy cả án tử hình. Cuối cùng gia đình tử tù người Phú Thọ, tiền mất tật mang, con trai vẫn y án nên tức quá rồi tố giác. Kết quả bị kỷ luật cả một đám. Theo lời các bạn bè học cùng trường đại học cảnh sát với Chung Con kể lại, bản chất như vậy đã ăn vào máu Chung Con từ thời còn đang học trong trường cảnh sát.
Với trình độ học thức hạn hẹp, nhờ có các bố nuôi nâng đỡ nên chúng con thăng tiến chóng mặt, và theo đó chúng con cũng phải lo vơ vét bản thân để bù lại vốn đã bỏ ra chạy chức trước đại hội. Ngay khi lên chức, chúng con phải tính bài để các công ty sân sau của mình nắm được các khâu trọng yếu của thành phố, và kết quả như đã biết là việc độc quyền chế phẩm Rich Oxy 3C làm sạch ao hồ và công ty Nhật Cường buôn lậu điện thoại năm 2016 khi chúng con lên chức lập thêm Nhật Cường Software. Đầu tiên, khi biết mình được quy hoạch trung ương và làm chủ tịch thành phố, chúng con lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic ngày 2 tháng 11 năm 2015. Công ty chưa từng có kinh nghiệm xử lý ô nhiễm, có trụ sở chính tại 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Địa chỉ này cũng là nơi siêu thị Minh Hoa do vợ chúng con đứng tên đang hoạt động. Giám đốc công ty là con trai của chúng con là Nguyễn Đức Hạnh. Vụ việc này được báo chí cả chính thống và mạng xã hội đều biết, nhưng chúng con đã mang tiền đi mua chuộc nên chỉ còn báo điện tử làng mới còn giữ bài viết. Sự việc trở nên tệ hại là sau chuỗi ngoại giao của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc tại Nhật. Doanh nghiệp Nhật biết thành phố Hà Nội có mục tiêu làm sạch môi trường sông hồ trên địa bàn. Tháng 4 năm 2019, doanh nghiệp Nhật Bản đã sang Việt Nam gặp Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc, ngỏ ý muốn làm miễn phí cho Hà Nội bằng công nghệ Nhật. Thủ tướng đồng ý và giao cho Hà Nội làm việc. Tháng 5 năm 2019, chúng con miễn cưỡng phải cho doanh nghiệp Nhật Bản được bắt đầu các bước thử nghiệm và vụ xả nước Hồ Tây. 10 năm chưa xả đã nhấn chìm mọi kết quả của chuyên gia Nhật. Đồng thời, chúng con trực tiếp thị sát việc thử nghiệm chế phẩm của công ty gia đình mình nhằm lấp liếm vụ độc quyền chế phẩm và chứng minh với báo chí dư luận. Kết quả làm sạch của công ty gia đình cũng ngang ngửa với công nghệ của Nhật, với điều kiện triết lý mới của chúng con là dòng sông phải đứng. Thật tức cười, việc này càng lộ rõ thủ đoạn bản chất của chúng con trong vụ bảo kê cho công ty sân sau gia đình, bỏ túi tiền thuế của nhân dân. Nói về vụ Nhật Cường, ai cũng biết đây là công ty sân sau của chúng con. Chúng con đã chỉ định thầu hàng ngàn tỷ cho công ty Nhật Cường làm công nghệ thông tin cho toàn thành phố Hà Nội. Độc quyền cho thấy rõ khi 62 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho Hà Nội trước đây đều ngồi chơi, giờ chỉ đứng ngoài nhìn Nhật Cường làm kể từ khi chúng con lên làm chủ tịch thành phố Hà Nội. Vụ án Nhật Cường này được Ngọc, Tổng cục trưởng Tổng cục C03 bí mật theo tinh thần trung ương, tập trung tiêu diệt tệ nạn tín dụng đen và rửa tiền. Theo thông tin đã công bố, Nhật Cường chính là đường dây rửa tiền quan trọng của chúng con. Còn mấy tội danh buôn lậu, trốn thuế hay công nghệ thông tin chỉ là quá nhỏ so với quy mô của chuyên án. Vừa qua Ngọc để yên một chút vì thấy chúng con chạy kinh quá, cứ chục tỷ mà đi giao dịch, không hiểu các lãnh đạo cấp cao có bị dao động không, và Ngọc cũng chậm lại để qua vụ bỏ phiếu tín nhiệm, Ngọc chính thức lên Thứ trưởng Bộ Công an. Nay Ngọc và Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã chốt lên Thứ trưởng, Ngọc phải thể hiện năng lực, chứng minh khả năng của mình, xứng đáng với vị trí Thứ trưởng Bộ Công an bằng việc bóc rỡ, làm rõ đường dây rửa tiền do chúng con cầm đầu mà Nhật Cường là mắt xích tối quan trọng. Tháng 3 năm 2019, một lá đơn tố cáo chúng con với lời lẽ đanh thép và đầy đủ bằng chứng gửi tới Bộ Chính trị được công khai trên mạng xã hội. Một lần nữa, đích danh các tội danh của chúng con, hơn 20 vi phạm còn chưa làm rõ, được nêu trong đơn là rất lớn so với hai vụ việc công ty của gia đình Nhật Cường đã được phanh phui. Vậy tại sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chưa vào cuộc? Trái ngược với không khí sôi sục của người dân cả nước tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng,
Nhất là sau kỳ họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ngày 26 tháng 7 năm 2019 vừa qua, với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh điều tra xử lý các vụ việc, vụ án với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, chủ động phát hiện và chỉ cần đâu đó có dấu hiệu vi phạm là phải xử lý ngay. Nhưng trái lại, vụ việc Trung Con lại im lìm như không có chuyện gì xảy ra. Theo Điều 16 quy định 102/QĐ trên TVK năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng lãng phí, Trung Con dính hết nhưng vẫn bình yên vô sự. Tưởng ít nhất cũng phải đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, nhưng Trung Con vẫn vô can đến mức Bộ Công an phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Hà Nội sớm cung cấp hồ sơ tài liệu để phục vụ mở rộng điều tra. Chúng con dựa vào cái gì mà lộng hành để không hợp tác, cản trở điều tra như thế? Ai có thể cản Bộ Công an điều tra đương sự là Ủy viên Trung ương, chỉ có thể là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hơn nữa, đơn tố cáo có tên người làm đơn, địa chỉ, điện thoại đàng hoàng, người thật, việc thật theo quy định của luật khiếu nại tố cáo thì phải tiếp nhận xử lý, nhưng đến nay vẫn biệt tâm. Đơn gửi Bộ Chính trị thì Bộ Chính trị phải xử lý và phân công cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành thẩm tra xác minh ngay, đồng thời vào Văn phòng Trung ương Đảng đôn đốc kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện để báo cáo lại Bộ Chính trị, nhưng sắp 5 tháng mà vẫn im lìm. Theo thông tin lan truyền ai cũng biết, chỉ vài người ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương không biết, thì Trung Con đã ôm tiền hàng chục tỷ đến gặp Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xin giảm tốc độ câu giờ, chờ ăn cho Huy nhà cư định cư, để Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc điều tra xử lý hàng loạt sai phạm trong đơn tố cáo đã nêu. Đúng như Tổng Bí thư nói, trước thì trên nóng dưới lạnh, nay thì trên nóng dưới đã ấm lên nhưng còn chậm. Vì sao vậy? Vì tiền của Trung Con quá nhiều, nhiều đến mức để có thể làm biến chất bất kỳ ai dưới quyền của Tổng tỉnh Nguyễn Phú Trọng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận góp ý để giúp cho kênh phát triển tốt hơn. Xin để cho thông tin được lan rộng đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.